Sau nhiều vụ tai nạn và sự cố đáng tiếc xảy ra với dòng máy bay Su-22, nhu cầu nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu của Không quân Việt Nam đang dần trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ báo chí trong nước mà truyền thông thế giới cũng tỏ ra rất quan tâm tới vấn đề này của Việt Nam. Mới đây nhất là đài AFI của Pháp và Sputnik của Nga với những bài phân tích, phỏng vấn các chuyên gia quốc tế về tình hình mua sắm vũ khí trong thời gian tới của quân đội Việt Nam. Câu hỏi được họ đặt ra là Việt Nam sẽ tiếp tục mua sắm vũ khí của Nga hay sẽ quay sang đối tác mới là Mỹ? Cụ thể thương vụ trước mắt sẽ là các chiến đấu cơ. Trong số này thì ý kiến của nhà nghiên cứu người Anh Iron Story từ Viện IC Singapore đã rất đáng quan tâm. Trang AFI và Sputnik đã cho đăng tải nguyên văn bài phỏng vấn của ông. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử xem chuyên gia người Anh đã khuyên quân đội Việt Nam nên chọn mua chiến đấu cơ của Nga hay Mỹ nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Mở đầu bài viết, tác giả nhấn mạnh vào nhu cầu nâng cấp chiến đấu cơ của Việt Nam như sau. Để hiện đại hóa lực lượng không quân, Việt Nam cần nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu của mình. Tuy vậy, bài toán đặt ra hiện nay là Việt Nam sẽ lựa chọn Nga hay Mỹ để làm nhà cung cấp tiêm kích. Trước hết cần phải nhắc lại rằng, theo sách trắng quốc phòng, đường lối quốc phòng Việt Nam xác định phòng vệ là chính, việc củng cố tiềm lực quân sự cũng là để bảo vệ Tổ quốc, không bị tấn công bởi tất cả các tình huống trên bộ, trên không, trên biển. Nhiệm vụ hàng đầu này đòi hỏi Việt Nam phải phát triển đa dạng các loại vũ khí, đồng thời tăng cường hợp tác với bạn bè quốc tế, tiếp cận, làm chủ nhiều công nghệ quốc phòng hiện đại nhất. Nhà nghiên cứu người Anh Iron Story làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore hôm 5 tháng 2 bình luận rằng Không quân Việt Nam đang đối mặt với vấn đề lớn, đó là việc cần thay thế một nửa phi đội máy bay chiến đấu tiền tuyến, nhưng rơi vào thế khó khi không có nhiều lựa chọn tối ưu để nâng cấp đội bay. Tiêm kích Su-22, dòng máy bay ném bom chiến đấu được sản xuất ở Liên Xô và chuyển giao cho Việt Nam vào những năm 1980, đang bộc lộ nhiều vấn đề sau nhiều vụ tai nạn và sự cố đáng tiếc. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu đa năng mới hơn như là Su-27 và các biến thể của Su-30 giúp tạo sự cân bằng trong trật tự chiến đấu của lực lượng không quân Việt Nam. Thế nhưng, với quãng thời gian 40 năm phục vụ trong biên chế, có khoảng 30 chiếc Su-22 của không quân Việt Nam được cho là sắp hết niên hạn. Iron Story dẫn lại thực tế trong vài năm qua, một số tiêm kích Su-22 của Việt Nam đã bị rơi. Trong đó, chiếc gần nhất gặp sự cố là ngày 9 tháng 1. May mắn là phi công đã kịp thoát ra ngoài an toàn. Ông kết luận rằng, nhu cầu tìm kiếm phương án thay thế Su-22 là cấp thiết. Ông lưu ý với các nhà làm chính sách Việt Nam rằng, nhu cầu hiện đại hóa không quân là thiết yếu trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục phô trương sức mạnh ở Biển Đông. Để so sánh trực diện, thế và lực hiện nay của Việt Nam khó có thể đuổi kịp không quân Trung Quốc, vốn được đầu tư không tiếc tiền để bắt kịp cả Nga và Mỹ. Tuy nhiên, một lực lượng nhất định được tăng cường chiến đấu hiện đại và tinh nhuệ của Việt Nam sẽ có thể khiến Bắc Kinh phải e ngại. Trên bình diện toàn cầu, thị trường chiến đấu cơ tốc độ cao hiện đang không thiếu những phương án để Việt Nam lựa chọn. Tuy nhiên, ông Iron Story cho rằng, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, chính phủ Việt Nam sẽ phải cân nhắc cẩn thận một số yếu tố. Theo ông, đây không phải chỉ là chuyện chi phí quân sự và năng lực, mà còn cần lưu ý cả những cân nhắc về địa chính trị. Ông Iron Story nói, về cơ bản, Hà Nội phải quyết định liệu họ sẽ tiếp tục hợp tác với đối tác tin cậy truyền thống là Nga hay là chuyển sang bắt tay với ứng cử viên mới như là Mỹ. Đây là một quyết định khó khăn và sẽ có những phân nhánh chiến lược nhất định trong nhiều thập kỷ tới. Nhà quan sát này nhắc lại sự thật rằng, với một mối quan hệ quốc phòng lâu dài của Hà Nội với Moscow, máy bay chiến đấu thay thế do Nga sản xuất dường như là lựa chọn hợp lý hơn cả. Việc Việt Nam quyết định mua 12 máy bay huấn luyện phản lực JAC-130 từ Nga vào năm 2019 khiến cho nhiều người suy đoán rằng Hà Nội có thể tính toán đặt hàng các máy bay chiến đấu tiên tiến hơn của Nga trong thời gian tới. Các ứng cử viên bao gồm Su-35 Flanker E thế hệ thứ 4 hay là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 Phalanx hoặc là phiên bản xuất khẩu nhỏ hơn và rẻ hơn Su-75 Checkmate. 2021, khi mà nguyên mẫu Su-75 Checkmate được ra mắt, phía Nga cũng công bố một video quảng cáo được cho là một sự góp mặt của một phi công Việt Nam. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Việt Nam có sự quan tâm với con hàng này. Cùng với việc tiếp tục hợp tác truyền thống với Nga, nhưng để hiện đại hóa và tăng cường năng lực chiến đấu cho không quân, Việt Nam sẽ cân nhắc chọn thêm bạn hàng nhằm mở rộng danh sách đối tác cung cấp vũ khí. Ông Story nêu quan điểm, ở thế đối lập trong nhiều vấn đề còn tranh chấp, nhất là ở Biển Đông, Việt Nam chắc chắn sẽ loại trừ Trung Quốc khỏi danh sách bạn hàng ngay lập tức. Ấn Độ dù là đối tác tiềm năng, nhưng họ cũng đang gặp phải các vấn đề về phát triển các dòng máy bay HAL Tejas được sản xuất trong nước. Bởi vậy, ông Iron Story cho rằng, nếu cần phải phương án bổ sung, Việt Nam có thể cân nhắc mua thêm chiến đấu cơ của Mỹ. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, thì Nga sẽ là lựa chọn hàng đầu của Việt Nam lúc này và trong tương lai gần. Bởi vì kể từ những ngày đầu của chiến tranh lạnh,
Các chiến lược gia quân sự của Việt Nam đã phát triển mức độ tin cậy sâu sắc đối với đối tác Nga, trong khi niềm tin giữa các cơ quan quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn còn ở giai đoạn khởi phát. Hơn nữa, việc tích hợp các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất với các máy bay do Nga xuất hiện có của không quân của Việt Nam, gồm tiêm kích Su-27 và Su-30, sẽ là thách thức cần tính đến. Lực lượng không quân Việt Nam đồng thời cũng sẽ phải thiết lập các chương trình huấn luyện và bảo trì song song cho các máy bay mới, như là cách Malaysia đã phải làm vào năm 1990 khi mua máy bay chiến đấu của Mỹ và Nga, vô tình gây ra cơn ác mộng về hậu cần cho lực lượng không quân quốc gia Đông Nam Á này. Một vấn đề nữa không thể bỏ qua, đó là ải lập pháp. Quốc hội Hoa Kỳ nắm giữ quyết định cuối cùng về mọi giao dịch mua bán quốc phòng của chính quyền Washington, và một số thượng nghị sĩ Mỹ có thể phản đối việc chuyển giao F-16 cho Việt Nam. Thêm nữa, Việt Nam cũng sẽ phải xem xét đến phản ứng của Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh có thể coi việc Mỹ bán vũ khí hiện đại cho đối thủ của họ ở Biển Đông sẽ là hành vi can thiệp gây phức tạp thêm tình hình an ninh khu vực. Chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á Iron Story cũng lưu ý, Việt Nam có thể né vướng vào thế đối đầu thù địch Mỹ-Trung bằng cách lựa chọn JRS-39 Gripen của Thụy Điển như cách mà Thái Lan đã làm, hoặc là KAI-T50 của Hàn Quốc như lựa chọn của Malaysia. Tuy nhiên, điểm trừ chính của cả hai loại máy bay này đều dựa vào công nghệ của Mỹ, nên cũng cần được Washington bật đèn xanh thì mới có thể xong thương vụ. Bất chấp tình huống hiện nay, nhà nghiên cứu người Anh cho rằng Nga vẫn có thể đóng vai trò quan trọng với tiến trình trong tương lai của không quân Việt Nam. Theo tờ New York Times, Việt Nam đã thống nhất mua vũ khí Nga trị giá 8 tỷ đô la, có thể là các dòng máy bay chiến đấu như là Su-30 hoặc là Su-35, thông qua tận dụng lợi nhuận từ liên doanh dầu khí năng lượng hợp tác chung của hai nước ở Bắc Cực, qua đó tránh được các biện pháp trừng phạt tài chính của phương Tây đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Nhấn mạnh thêm về quan hệ đối tác an ninh Nga-Việt, ông Iron Story khẳng định, theo tính toán của Hà Nội, việc lựa chọn sản phẩm quốc phòng do Nga sản xuất vốn đã được kiểm chứng rõ sẽ tốt hơn là đánh cược với vũ khí của Mỹ khi mọi thứ vẫn còn mù mờ. Đó là toàn bộ ý kiến của vị chuyên gia người Anh về vấn đề hiện đại hóa không quân Việt Nam. Trong lĩnh vực không quân, nhân dân Việt Nam hiện nay không chỉ có máy bay của Nga, của Liên Xô cũ, mà còn có cả máy bay vận tải, máy bay tuần tra biển của Tây Ban Nha, máy bay trực thăng của Pháp, máy bay phản lực huấn luyện lưỡng dụng của Cộng hòa Séc. Hải quân nhân dân Việt Nam không chỉ có các tàu chiến mặt nước của Liên Xô và Nga, mà còn có cả tàu hộ tống săn ngầm lớp Pearl Harbor của Hàn Quốc, tàu tuần duyên lớp Hamilton, tàu đổ bộ LST của Mỹ, v.v. Lực lượng tên lửa bờ và trên hạm cũng được trang bị các tên lửa của Israel, binh chủng tăng thiết giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng có không ít xe bọc thép M113 của Mỹ, chiến lợi phẩm đã được Việt Nam cải tiến, nâng cấp và tăng hạn sử dụng. Vì vậy, nếu Quân đội Nhân dân Việt Nam có mua sắm thêm các máy bay phản lực chiến đấu từ Mỹ, thì đó cũng là việc hoàn toàn bình thường. Nhưng có điều là Mỹ muốn bán, còn Việt Nam có muốn mua hay không thì lại là chuyện khác. Bởi kẻ bán thì phải có người mua, như thế thì thương vụ mới hoàn thành. Và rõ ràng, nhìn kiểu gì thì Nga vẫn là một đối tác đáng tin cậy đối với Việt Nam hơn là Mỹ, nhất là trong những thương vụ mua bán tiêm kích quan trọng như thế này. Nếu đúng như tường thuật từ tờ New York Times, Việt Nam đã bí mật mua vũ khí từ Nga trị giá 8 tỷ đô la bằng cách sử dụng lợi nhuận từ liên doanh năng lượng chung của cả hai nước ở Bắc Cực nhằm tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây, thì thỏa thuận này rất có thể liên quan đến máy bay chiến đấu Su-30 hoặc Su-35. Có thể thấy rằng, chơi với một người bạn mà ta đã biết rất rõ vẫn tốt hơn là đi theo một người mà ta chưa biết gì. Các bạn thân mến, trong vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã có bước phát triển nhảy vọt. Theo đó, Việt Nam đã có thể tự sản xuất ra các loại vũ khí có tính sát thương lớn, hay những chiếc máy bay không người lái có nhiều ưu điểm vượt trội khiến Mỹ phải rốt ráo đặt mua số lượng khủng cho mình. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Mới đây, Đại tướng Phan Văn Giang của Việt Nam đã tự tin tuyên bố trước rất đông các đại biểu và các nhà lãnh đạo của nước nhà rằng Việt Nam có thể đóng tàu cho cả thế giới, kể cả là tàu chiến hiện đại có tải trọng khủng hàng đầu. Vậy thực hư ra sao, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay. Sau khi mà các bạn nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày nhé. Theo tờ báo Thanh Niên Online đưa tin vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 cho biết, chiều ngày 28 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Khi cho ý kiến, đa số các đại biểu đều tán thành sự cần thiết của việc xây dựng luật
đồng thời đề nghị nghiên cứu thêm một số vấn đề mang tính chiến lược toàn cầu. Trong cuộc hội thảo này, đại biểu Tạ Đình Thi, Đoàn Hà Nội cho rằng, dự án luật cần thể hiện rõ hơn nữa, tư duy hướng biển, tiến ra biển, làm chủ biển, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên môi trường và không gian biển. Bởi vì theo ông Thi, Việt Nam là quốc gia sở hữu hơn 3.000 đảo và quần đảo lớn nhỏ. Theo đó, biển đảo chính là môi trường sinh tồn, phát triển đời đời bền vững của dân tộc, nhất là khi Biển Đông có lợi thế quan trọng về địa chính trị, địa quân sự, địa kinh tế, địa tự nhiên đối với nước nhà. Vì thế, dự án luật cần được tiếp cận theo hướng gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Trong đó, nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế, biển là trọng tâm hàng đầu. Cùng với những nhận định sắc bén nêu trên, ông Thi đã nhận được sự tán đồng của hầu hết các đại biểu có mặt trong buổi hội thảo hôm đó. Riêng Đại tướng Phan Văn Giang cũng im lặng lắng nghe hồi lâu ý kiến của các đại biểu như ông Thi, rồi chậm rãi đưa ra lời giải thích ngắn gọn, xúc tích rằng: đúng như quý vị nói, đất nước của chúng ta là đất nước làm giàu từ biển, thì công nghiệp quốc phòng không phải chỉ có lục địa. Vì vậy, chúng ta sản xuất tất cả các loại vũ khí trang bị để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ví dụ như việc chúng ta đóng tàu cho cả thế giới, tàu chiến đấu hẳn hoi chứ không phải chỉ là có mỗi cái tàu đánh cá đâu. Chúng ta có cả các dây chuyền sản xuất, kể cả dây chuyền sản xuất các loại vũ khí chiến lược bắn ở các cự ly khác nhau, các loại mục tiêu khác nhau, không chỉ trên đất liền, không chỉ trên không mà còn cả trên mặt nước nữa. Tuy nhiên hôm nay thì không có thời gian và hơn nữa là tôi cũng không được phép nói sâu hơn để chúng ta hiểu về cái nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng là làm những gì, bắn ở đâu, bắn ra làm sao, nên chỉ có thể báo cáo với các đồng chí như thế ngay bây giờ. Vâng, đối với những ai không theo dõi sự phát triển mạnh mẽ của nền quốc phòng Việt Nam, chắc chắn sẽ cho rằng Đại tướng Phan Văn Giang, kia Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chỉ đang bốc phét trước các vị đại biểu đến từ khắp các tỉnh thành. Nhưng còn nói với những người thực sự am hiểu, thì hầu hết mọi người đều biết những gì mà tướng Giang nói vẫn còn rất khiêm tốn so với những gì mà Việt Nam đã làm được trong thời gian qua. Bởi vì cách đây hơn 10 năm, đất nước hình chữ S đã cho ra đời những con tàu made in Việt Nam khiến cho cả thế giới phải trầm trồ. Chẳng hạn như các siêu phẩm tiên tiến được tờ báo điện tử Chính phủ, báo Phú Thọ Online và nhiều trang báo lớn nhỏ khác đưa tin như sau. Vào buổi sáng ngày 25 tháng 9 năm 2012, tại Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức bàn giao tàu pháo TT-400TP số hiệu HQ-275, chiếc số 4 cho quân chủng Hải quân. Trước đó, tàu pháo quân sự mang số hiệu TT-400TP số 1 do công ty đóng tàu Hồng Hà thực hiện đã được bàn giao cho quân chủng Hải quân để đưa vào sử dụng vào sáng 16 tháng 1 năm 2012. Đây là chiếc tàu quân sự đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Tàu TT-400TP có chiều dài 54,16m, rộng 9,16m, lượng giãn nước đầy tải là 480 tấn. Tốc độ di chuyển tối đa 32 hải lý trên 1 giờ, với tầm hoạt động lên đến 2.200 hải lý. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 30 ngày đêm với khả năng tác chiến trong điều kiện sóng cấp 5 và chạy trong điều kiện gió cấp 9 và cấp 10. Đặc biệt, TT-400TP được trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện đại như là pháo AK-630, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp, hệ thống radar, hệ thống nhận biết địch, TA, hệ thống quang điện từ, các kho đạn pháo và tên lửa đạn đạo. Tất cả đều được tích hợp qua nhiều hệ thống tự động hóa, có tính chính xác cao, bảo đảm tác chiến trong mọi địa hình. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2012, Cục Cảnh sát Biển Việt Nam và đại diện nhà máy Z189 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và hãng đóng tàu Daben của Hà Lan đã tổ chức lễ ấn nút hạ thủy và bàn giao tàu ZN2000 dựa trên nguyên mẫu OPV9014 mang số hiệu CSB8001. Đây là tàu CSB lớn nhất được Việt Nam tự đóng mới và hạ thủy. Chiếc tàu này đạt tiêu chuẩn châu Âu với nhiều trang thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu vũ trang Việt Nam từ trước đến giờ. Tàu được thiết kế để hoạt động ổn định ở điều kiện sóng gió cấp 9, cấp 12 và có thể kéo các tàu khác ở độ choán nước hàng ngàn tấn trên biển. Vậy nên có thể nói, ZN2000 là tàu cảnh sát biển cỡ lớn đầu tiên được đóng mới tại Việt Nam hoàn toàn. Thân tàu dài 90m, rộng 14m với độ cao mạn tàu là 7m.
Khi hoạt động trên biển, ZN-2000 có thể đạt tốc độ hải trình tối đa là 21 hải lý một giờ trong tầm hoạt động 5.000 hải lý. Đặc biệt là tàu còn mang theo một máy bay trực thăng Ka-28 của Nga và các trang bị khác đi kèm. Đáng chú ý hơn, vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ tiếp nhận hai tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378. Đây là loại tàu chiến đấu tên lửa hiện đại được trang bị vũ khí điều khiển tự động có nhiều đặc tính ưu việt lần đầu tiên được triển khai đóng mới tại Việt Nam. Cặp tàu tên lửa này thuộc chương trình đóng tàu 12418. Do Tổng công ty Ba Son thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng triển khai thực hiện suốt thời gian dài. Tiếp đến là sự kiện Tổng công ty Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển 8002 vào sáng ngày 4 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là chiếc thứ hai được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ cho mình. Tính đến năm 2020, hàng chục tàu tuần tra cao cấp của Việt Nam đã được xuất ngoại sang tận châu Phi. Còn gần đây thì tại quân cảng căn cứ 696 Nhơn Trạch, Đồng Nai, Quân chủng Hải quân đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ. Tàu 381 là chiếc tàu tuần tra mang tên lửa diệt hạm đầu tiên được đóng mới trong nước theo dây chuyền chuyển giao công nghệ của Liên bang Nga. Với sức cơ động cao, hỏa lực mạnh cùng khả năng tàng hình tốt, tàu 381 có nhiệm vụ tuần tiễu, trinh sát độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển khi cần bảo vệ chủ quyền. Theo đó, Việt Nam được trang tin Insider Monkey Mỹ xếp ở vị trí thứ 7 trong danh sách Top 15 cường quốc đóng tàu hiện đại trên thế giới, dựa vào dữ liệu do Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển cung cấp trong năm 2021. Cụ thể hơn là Việt Nam, với tỷ lệ phần trăm số tàu đã đóng đạt 0,61%, được xếp trên 8 nước góp mặt trong bảng danh sách vàng và xếp phía dưới Đức, Italia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc với nước bạn láng giềng Trung Quốc. Nhưng theo trang tin uy tín đánh giá thứ hạng của Việt Nam, có thể sẽ vươn lên vị trí thứ 5, thậm chí là thứ 4 trong bảng xếp hạng toàn cầu, chỉ sau 3 nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trong thời gian tới. Bởi vì đất nước hình chữ S hiện đã sở hữu tiềm lực đóng tàu khá mạnh với hơn 100 bến cảng và gần 20 nhà máy đóng tàu tiên tiến hàng đầu. Vậy nên, có thể nói, những gì bà Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định là hoàn toàn có cơ sở. Ngành quốc phòng an ninh, đặc biệt là ngành đóng tàu của Việt Nam, đang từng bước khẳng định được vị trí của mình trên trường quốc tế, cùng với năng lực thiết kế đóng mới tàu chiến mạnh mẽ vô cùng. Theo đó, đất nước hình chữ S có thể đảm bảo được chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông cùng với những con tàu chiến hiện đại bậc nhất, đồng thời tìm kiếm được nguồn ngoại tệ không hề nhỏ khi trở thành nhà sản xuất tàu chiến chất lượng cao, giá rẻ, được nhiều quốc gia trên thế giới săn đón cho mình.